Chào mừng toàn thể cô chú anh chị các bạn đã đến với shop Lan Rừng Hoàng Nhung tại Hải Dương. Em là Nhung, bán form Lan Rừng tại Hải Dương. Hiện tại là phiên buổi tối ngày 17 tháng 4 năm 2020. Xin chúc các bác có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc. Hai số điện thoại mà các bác vẫn thường liên hệ đặt hàng của cơ sở nhà em là 0393 998895 và số điện thoại thứ hai là 0966 121377. Nhà em nằm ở số nhà 69 ngã tư Cầu Gỗ, Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương. Và buổi tối ngày hôm nay thì em update thêm một số những mặt hàng lan rừng mới về nhé. Thực sự nói thật với các bác là thời điểm này xe cộ đi lại vẫn rất là khó khăn, đặc biệt là cái thời điểm cái hàng mà từ trên Hà Nội về ấy. Nói chung là hàng hóa về không có xe về nên rất là nhiều bác hàng hỏi hàng rừng ấy, nên là em cố gắng thu xếp mãi và đón xe đợt này thì chuyển qua rất là nhiều chặng đường, thành ra là cước nó rất là cao luôn, nhưng mà cố gắng vẫn sẽ giữ giá cho các bác, tại vì cái hàng hoa lan rừng ấy về đi xe cộ thì nó nhanh hơn, chứ còn gửi qua đường bưu ấy một số nơi thì người ta vẫn chuyển theo đường riêng ti thì thành ra là nó đến muộn quá đó. Để hàng hôm nay thì nhà em về thêm một lô hàng lan rừng, nhưng mà số lượng thì nó cũng chỉ đa dạng tầm khoảng gần chục loại thôi, nhưng mà hàng về rất là tươi và đẹp thì em cũng muốn lên sóng luôn tất cả những mặt hàng hiện tại nhà em có. Và xin chúc các bác có một buổi tối thật vui vẻ nhé. Và sau đây thì em sẽ điểm qua luôn. Và tất cả những mặt hàng mà em báo trong video này là chưa bao gồm tiền phí ship vận chuyển. Khi các bác nhận hàng phải thanh toán thêm một phần tiền cước phí do bên bưu điện tính. Và em cố gắng sẽ thời gian tới chắc chỉ tầm vài ba ngày nữa thôi, khi mà có thông báo mới nhất của bên chính phủ thì xe cộ mà đi lại dễ dàng hơn, thì tất nhiên là hàng hóa nhà em sẽ về rất là đều đặn rồi ạ. Ngoài ra thì nhà em còn cung cấp cả những mặt hàng phân thuốc đấy ạ. Nói chung là về cũng bổ sung thêm những cái dòng phân thuốc hôm vừa rồi cũng các bác hỏi nhiều ấy. Thì sau đây thì em điểm qua dòng hoa lan trước, còn dòng phân thuốc thì em sẽ báo giá sau nhé mọi người nhé. Mặt hàng đầu tiên thì em giới thiệu các bác, hôm nay em có một số phần hài, đây là hài đuôi công. Đó, hài đuôi công một trong những cái dòng hoa hài cũng khá là hiếm và giá thành nó cao hơn. Đấy ạ, đây ạ. Mỗi phần này thì em đã chia ra từng phần rồi và mỗi phần đủ cho các bác một giò này. Đấy, mỗi giò nó cũng cân đối tầm khoảng rất là nhiều cây nhiều tép này đó. Mỗi giò này thì em bán với giá là 130.000 mỗi phần nhé. Đấy, hàng này thì đã cắt tỉa cho các bác về, các bác về trồng đủ một giò rất là đẹp, hài đuôi công. Hàng này rất là hiếm và đẹp luôn, hoa rất là đẹp đó. 130.000 đủ các bác một giò hài lan hài đuôi công rất là đẹp. Mặt hàng thứ hai thì em sẽ giới thiệu các bác đó chính là cái dòng kiếm. Kiếm này gọi là kiếm hồng hoàng. Và mặt hàng hôm nay thì dân về rất là tươi đẹp. Và thứ hai là được cắt tỉa rất là sạch sẽ gọn gàng này. Nó thành từng khóm này, thành từng khóm về mọi người cũng rất là dễ ghép. Và giá thể của nó thì các bác trồng bằng vỏ thông vụn nhá, vỏ thông vụn. Và rất là đơn giản thôi ạ. Kiếm hồng hoàng, hàng rất là đẹp. Em bán với giá là 130.000 đồng một cân. Và đây là mặt hoa của kiếm hồng hoàng. Dạ đây ạ, chỉ có 130.000 mà cái mặt hàng này các bác có thể sở hữu một cái mặt hoa rất là tuyệt và đẹp. Đó, 130.000 một cân đây nhá. Tiếp theo thì em xin giới thiệu sang một cái dòng hoàng thảo mà lần nào về nhà em cũng cháy hàng, mà số lượng mỗi lần về thì rất là ít thôi, bởi vì cái này thì phân bố tại một số vùng rất là hẹp. Đó chính là hoàng thảo Henry. Và lô hôm nay thì độ, nếu nói về độ tươi thì rất là tươi rồi. Đó, các bác nhìn này, nguyên cả một lô hàng nhà em mới về nhá. Hôm vừa rồi thành ra là bán xả nhiều mặt hàng quá, giá rẻ quá, thành ra hết hàng mà bây giờ phải đợi hàng rừng. Toàn những cái nguyên một lô mới về thôi các bác ơi. Đó, hoàng thảo Henry, mặt hoa màu vàng rất là đẹp và rất là siêng bông. Đây là một dòng thân thòng, thì các bác có thể là ghép vào gỗ. Đây là ghép vào gỗ theo cái hướng thòng xuống này. Đó, một cân này thì em bán với giá là 250.000 đồng một cân nhá. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu mặt hoa cho mọi người có thể chiêm ngưỡng nó. Dạ đây là những cái mặt hình ảnh của dòng hoàng thảo Henry này. Cái này thì phân bố rất là hẹp và hoa rất là đẹp luôn. Này, nở thành từng chùm và hoa của nó màu vàng, cánh sáp rất là đẹp. Đó, dòng thân thòng nhá. Tiếp theo thì em xin chuyển sang một cái dòng hoa mà hiện tại thì sắp tới các bác sẽ được chơi hoa luôn. Đó chính là dòng hoàng thảo trúc đen. Nói đến cái dòng hoàng thảo này thì mình không thể quên được cái mùi hương của nó. Đặc biệt là cái vị hương của nó rất là ngọt và dịu. Đó, trúc đen này hoa rất là thơm. Trúc đen thì hôm nay thì đa phần là cây nó dài dài đấy. Mọi người về các bác ghép thì có thể là ghép sang chậu cũng được, hoặc là mình ghép gỗ. Nhà em thì cũng có một số giò trúc đen thì em ghép sang gỗ. Đây, cái cây hàng của nó mới về đây, rất là nhiều lá, cây ngắn thì nó cũng rất là đẹp. Nói chung là cả lô về đánh giá là rất là tươi. Và trúc đen thì em xin phép bán với giá là 230.000 đồng một cân nhá. 230.000 đồng một cân thôi. Hàng rất là đẹp và hoa của nó thơm, rất là bền hoa, hoa rất là siêng ạ. Dạ đây là những hình ảnh của mặt hoa trúc đen, các bác nhìn này. Đó, cây của nó thì nó trông nó thẳng thẳng và rất là dài, nhưng mà hoa của nó nói về độ size của hoa thì quá là tuyệt vời luôn.
Đây, hoa của nó màu vàng cánh sáp rất là đẹp nha các bạn nhé. À, và nhân tiện đây thì em xin nói qua là ngày mai thì nhà em sẽ về một lô hàng cát bay da, hàng đăng nụ nụ và cả đen Dendrosun nữa. Hàng thì đáng nhẽ là tưởng là hôm nay về nhưng cũng bị nhỡ xe. Ngày mai thì em sẽ update video mới nhé. Đây, trúc đen này, có một mặt bông mà nó đang đang nở này. Ôi, nó tàn hoa mất rồi. À, nó bị đè nên là thành ra nó. Đây, em cố cho các bác xem cái bông hoa này. Đấy, hoa của nó đây. Màu vàng cánh sáp và rất là thơm luôn. Dương dòng này hoa thơm lắm. 230.000 đồng một cân nhé. Đây, hôm nay em có ba cái khóm trúc đen. Khóm này nó to to nên em quay hình cho mọi người nhìn nó dễ hơn nhá. Đó, cái rề này cũng quá là tuyệt vời luôn này. Thân nó rất là mập mạp và rất là nhiều lá này. Sắp tới thì sưng nụ thì đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, bác nào lấy luôn một cái rề này thì về trấn luôn cả vườn luôn này. Rề này em gọi là trúc đen là H1 này. Hình 1 này em bán với giá là 750.000, 750. Cái hình trúc đen này. Đó, thân dài và rất là nhiều lá và đẹp luôn, nguyên một rề nha mọi người nhá. Đó. Thân của dòng trúc đen thì thân nó đen đen như vậy thôi nhá, mọi người lưu ý giúp em. Đó. Bản chất của dòng này cây nó như thế rồi. Đây, tiếp theo sang hình số 2. Hình số 2 cũng là một khóm rất là vừa phải và đẹp và rất là nhiều lá này. Đó, hình số 2 này em bán với giá là 300.000. Đó, những cái rề đó to thì em quay luôn để mọi người nhìn hình nó dễ. Còn các bác lấy tầm khoảng nửa cân hoặc là một cân là các bác có một cái giò. Từng khóm ngờ vừa về các bác ghép cũng rất dễ dàng rồi ạ. Tiếp theo là hình số 3. Đã, hình số 3 cũng là một hình, nguyên một cái hình rất là đẹp luôn. Đây, cái thế của nó như thế này. Đây mọi người nhìn này. Đây, cái này nó trụ mà thành ra nó đấy. Hình này em bán là 250. Đây, cái hoa của nó đang mọc ở phía tận dưới chân này, có nụ này. Sắp tới nó sẽ được chơi nụ, rất là đẹp luôn. 250 nhá. Đấy, có 3 hình như thế. Tiếp theo sang bên đây thì em chuyển sang một dòng Vanda, đó chính là Vanda rừng. Vanda này thì có cả vạn. Đây, những cái cây nó vừa phải này về các bác ghép này. Vanda thì em nhớ cái ngày đầu tiên bán thì rất là nhiều, nhưng giờ thì Vanda cũng ít đi rồi ạ. Đó, Vanda đây. Hàng này thì em bán với giá là 150.000 đồng một cân các bác nhá. 150 một cân Vanda. Đây ạ. Hình như là Vanda đợt này thì đang chuẩn bị nụ đây này các bác này. Đó. Không phải hoàn toàn nhưng mà em thấy lác đác là đến mùa nụ của Vanda rồi. Đó, 150.000 đồng một cân. Hàng tươi mới về luôn. Và hôm nay thì em vừa cập bến một cái dòng nữa, đó chính là hương vani. Đó. Cái dòng này thì ngoài ra nó cũng là một vị thuốc luôn đấy ạ. Riêng cái dòng hương vani này, thân của nó dài nhá. Lô hôm nay thì rất là dài và tươi. Hương vani thì dòng thân thòng. Đó, đây, thân của nó đây. À đây có cả cái lô thân ngắn ngắn hơn này. Bác nào lấy ít thì mình thì các bác có thể lấy cái dòng thân ngắn, còn đâu là đa phần là thân nó dài. Dài cũng phải 6 7 80 cm. Đấy, hương vani ít khi cái dòng nó thân dài và nó tươi lắm. Loại này em bán với giá là 250.000 đồng một cân. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu mọi người cái mặt bông của nó nhé. Bởi vì hôm nay thì hàng hóa nó có ít thì em sẽ giới thiệu luôn mặt bông. Nhiều bác mới chơi thì mình chưa biết được cái mặt hoa của nó như thế nào để chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của của núi rừng ban tặng. Đây ạ, dòng này thì hoa của nó thì cũng không thua kém thì các dòng hoa khác nhá. Đặc biệt là mùi hương của nó rất là dịu, giống như mùi vani á. Nên là cái tên gọi của nó cũng có cái chút gì đó liên quan đến cái mùi đó, rất là đẹp luôn. Đây là hương vani. Hàng rất là dài. Và hôm nay thì vừa về thêm một lô hoàng thảo xoắn. Đó, đây cả lô cho các bác có thể xem ạ. Hoàng thảo xoắn bình thường với giá là 350. Nhưng ngày hôm nay thì em vẫn sẽ giữ giá và bán với cái mức giá tri ân với các bác nhá. Đây ạ. Hoàng thảo xoắn đây, cái mặt bông của nó đây. À, cái này nó tàn hoa mất rồi. Cánh nó xoắn rất là đẹp. Đó, đây cánh xoắn này. Và hoàng thảo xoắn hôm nay từng khóm như vậy này, từng khóm về các bác ghép cũng rất là dễ. Thì em bán với giá là 330 một cân. Đó, đây, hàng rất là đẹp. Nói chung là có cả thân tơ thân già, bởi vì đây là hàng rừng đúng không ạ? 330.000 đồng một cân. Đặc biệt bây giờ thì đang cái mùa ghép thì các bác tranh thủ nhá. Hàng hôm nay thì về tầm hơn 15 cân. Và ngày mai thì vẫn về thêm một lô hoàng thảo xoắn nữa với kiều. Đấy, kiểu tím hôm nay nó thật với các bác về, nhưng mà một số bác thấy thông tin thì các bác đã đặt hàng rồi và hôm nay về cái dòng kiểu lùn lùn này, kiểu tím dòng lùn lùn này. Đó. Còn một ít thôi. 330.000 đồng một cân. Còn các bác đặt hàng thì vẫn lên đơn. Ngày mai thì em về hơn 20 cân kiểu tím cơ, nhưng mà nó về tầm trưa trưa ấy thì mọi người cứ lên đơn, ngày mai em sẽ đóng cho mọi người, hoặc là các bác sẽ đợi cái video clip mới nhất, update mặt hàng mới nhất nhé. Và một cái dòng hoa mà thực sự là chỉ cần bước vào cửa hàng thôi là đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của dòng hoa này rồi. Đó chính là cái dòng hoàng thảo trúc ngọc này. Đấy, bây giờ là đang đến cái thời điểm có nụ và đang nở hoa của cái dòng trúc ngọc này. Nên là hoa của nó thơm cực kỳ luôn. Đó,
Nói về chỉ cần một khóm này thôi các bác cũng đã đủ thơm cả vườn rồi. Một số cây thì vẫn còn nụ, một số cây thì đang hoa. Nói chung là hàng hôm nay thì đã cắt tỉa rất là khô ráo, cắt tỉa cũng khá là gọn gàng, gửi đi cho các bác thì nó khá là nhẹ cân. Riêng dòng này một cân của nó rất là nhiều nhá, nên các bác có thể lấy từ nửa cân hoặc là tầm 3 lạng là các bác đủ một giò rồi. Đó. Nếu mà các bác ghép đơn cùng những mặt hàng khác thì chỉ cần 3 lạng là cũng đậu đủ một giò rồi. Đấy, nó từng khóm như vậy này. Hàng rất là nhẹ. Và trúc ngọc này thì em xin phép bán với giá là 250.000 đồng một cân nhá. Hàng nhẹ lắm. Đây để em cân thử cho các bác một cân xem được bao nhiêu nhá. Đấy, chỉ cần nửa cân trúc ngọc là các bác có một cái giò rất là to rồi. Đây là một nửa cân em cân thử cho các bác này. Đấy, dòng này cực kỳ là nhẹ luôn. Và đây ạ, cho mọi người xem cái giò trúc ngọc này. Cái này thì nó tàn hoa rồi, chứ nếu mà không tàn hoa nhìn cái khuôn bông của nó độ sai hoa thì cũng rất là đẹp. Đó, về chỉ trồng chậu như vậy thôi. Rất là đẹp và rất là thơm. Riêng dòng này thì có mùi hương. Mùi hương nhá. 250 một cân. Và tiếp theo thì em xin phép giới thiệu sang cái dòng một màu hoa màu vàng nữa, đó chính là dòng hoàng thảo kim thoa. Và nói là cái lô kim thoa hôm nay thì nó cũng rất là tươi và mới này, rất là tươi mới luôn. Để các bác nhìn này, hàng vẫn còn ẩm phía dưới gốc này thì biết là cái độ tươi mới của dòng này như thế nào rồi. Đấy ạ. Hôm nay thì có cả những khóm lùn lùn, có cả những khóm thân dài dài. Và hàng này thì em bán với giá là 140.000 đồng một cân. Đây là hoàng thảo kim thoa nhá, mặt hoa màu vàng rất là đẹp. Đấy ạ. Đây rất là đẹp luôn, lô hôm nay rất là ưng. 140.000 đồng một cân nhá. Và sau đây thì em giới thiệu luôn mọi người cái mặt hoa của nó. Dạ đây là những hình ảnh của dòng hoàng thảo kim thoa này. Hoa của nó họng màu vàng và hoa màu vàng và họng màu nâu đậm này, vàng đậm này. Đó, rất là đẹp luôn và rất là siêu bông nhá. Nó nở thành chùm ở phía trên đầu trong ngọn này. Đó, đây là hoàng thảo kim thoa. Đây cái mặt hoa của nó đây. Và loại này chỉ có 140.000 đồng một cân thôi ạ. Hàng rất là tươi mới. Hôm nay thì em có một cái dề trần mộng rừng siêu khủng luôn. Và đây là dòng trần mộng rừng nhá. Vừa rồi nó còn ra hoa này, hoa nó tàn. Vẫn còn hoa nó nở mà chưa tàn này các bác nhỉ. Loại này lần nào về cũng hết hàng luôn. Tại vì nó chỉ số lượng ít và thứ hai là nó hay có khóm to. Đấy, một cái khóm to rất là to như vậy này. Đây là mặt hoa của nó này. Năm vừa rồi chắc phải đến gần 20 vòi hoa luôn. Đây là trần mộng từ rừng chứ không phải hàng Sapa nhé. Tức là hàng Sapa thì nó rẻ hơn. Chứ còn trần mộng rừng này nó hiếm thì cái độ nó thì sẽ đắt hơn là cái dòng trần mộng Sapa rồi các bạn. Đây hoa đặc biệt là cái hoa nó cũng đẹp hơn. Đây cái này thì nhìn không còn khuôn bông của nó nữa. Nhưng mà nhìn tổng thể chung thì một cái giò rất là khủng này, rất là đẹp luôn ạ. Và giò này thì em xin phép bán với giá là 1.500.000 nhá. 1.500.000, một giò rất là to, rất là nặng cân luôn. 1.500.000 một giò này. Khoảng đến 20 vòi bông ấy, hơn 20 vòi bông. Đây, mẹ em bê thử cho mọi người xem. Đấy, một cái dề rất là to. Đây, một cái giò này giá 1.500.000 cho các bác nhá, giò duy nhất. Đây em có một cái lô đai châu rừng. Đai châu để hôm trước ghép vào trụ nhưng mà nó bị bong ra thành ra thôi bây giờ lại bỏ ra bán này. Đây cây số 1 này. Đây cây số 2 đây. Đây cây số 3, một cây lá ngắn này. Đây cây số 4 này. Cây số 5 này. Đây một cây số 6 này. 7 cây này. 8 cây này. Đây một cây lá dài, 9 cây. 9 cây này em bán là 350 nhá các bác nhá. Hàng này là hàng rừng nhá, hàng rừng xịn chứ không phải là hàng bóc trụ hay gì đâu ạ. Đấy. 350 cái lô đai châu rừng này. Đây ạ, có một cái dề bạch ngọc đuôi công hàng khủng này. Cái dề này bác nào muốn lấy vào vườn thì em sẽ để giá hấp dẫn cho các bác nhé. Bạch ngọc đuôi công bình thường với giá là 290 đến 350 thời điểm cuối năm thì hôm nay thì em sẽ bán cái cây này với giá là 200.000 một cân. 200.000 một cân. Cái giò này cân lên được bao nhiêu tính tiền từng đó nhá. Giá này giá cực kỳ là rẻ rồi ạ. Thực ra là muốn cho về vườn nhưng mà nó to quá, chơi nó hơi phí nên là để cho các bác nào mà có điều kiện mình chơi cái giò to này, bạch ngọc đuôi công. Em có một cái giò dáng hương đuôi cáo này. Gồm 2 cây, 1 cây con, 2 cây mẹ. Đây cây này đang đẻ con thì phải. Đây, 2 cây mẹ rất là to. Cây số 1 này, gồm 2, 4, 5 cặp lá. Cây số 2 cũng 2, 4, cũng tầm 4 cục lá. Đấy, chậu này em bán là 280.000. Chậu dáng hương đuôi cáo này, 280. Em còn 3 cái giò dáng hương đuôi trồn tím. Hôm qua thì em có về nhiều ấy, nhưng mà hôm nay thì số lượng còn ít thôi. Hôm qua là 340 một giò ấy. Những cái giò cuối thực ra nó không xấu đâu.
nó cũng không xấu, chẳng qua là còn ba lọ cuối cùng thì em cũng sẽ bán giảm giá để em nhập lô hàng mới này. Ê, em quay chi tiết từng hình nhá, mình ưng hình nào mình lấy đây. Đều là những cây to, chồn tím, những cái chậu rất là to và những cây chồn rất là to. Và đây là hình ảnh của mặt hoa của chồn tím. Hôm qua thì em giới thiệu cái mặt hoa của nó màu tím đậm, tím khá là đậm. Đó, đây ạ. Đó đây ạ, chồn tím với vòi hoa rất là dài. Đó. Hàng này thì hôm qua em bán 340, còn hôm nay thì em sẽ giảm cho bác mỗi chậu là 20.000, bởi vì còn 3 giò cuối. Đây ạ, đây là gọi là giò số 1 này. Giò số 1 gồm 2 cây. 320 đây ạ. Đây là giò số 2 cũng 2 cây. 2 cây. Đây là chậu số 3. Chậu này 2 cây rất là to, nhiều cặp lá, nhưng cây này thì bị cắt 2 3 cái lá này, 4 cái lá này. Nhưng mà 2 3 cây rất 2 cây rất là to. Đó. Còn 3 cây với giá là 320.000 nhá. Hôm nay thì em có một số hình thanh lý. Cái này, này là cái hàng mà phải nói là gì nhỉ? Không biết là cái lô trầm tổng đỏ hay là cái giả hạc Hawaii nữa. Nói chung là đợt vừa rồi là đợt trước em lấy là hôm đấy dính vào cái hôm mà nó bị kẹt, bị sao ấy, hôm đấy bị làm sao nên là thành ra nó bị hư. Hư nên không bán, nhưng mà cho lên vườn, nhưng mà bây giờ nó chật quá thành ra lại bỏ ra bán thanh lý cho các bác. Về các bác có thể làm giống nhá. Không biết là cái lô này là giả hạc Hawaii hay là trầm tổng đỏ thì không biết. Nhưng mà nó đều bị cụt ngọn kiểu này này. Đấy, đợt trước là cây nó dài quá là nhà xe người ta để ở đằng sau. Sau xe thành ra cái khói đằng sau nó ra nó làm hỏng hết cái phần đầu ngọn này ạ. Lô này bị thiệt hại nặng nề luôn. Đấy ạ, em có hình này là hình số 1 này. Cái này thì không chính xác được loại cây gì nhá. Đó, hình số 1 này. 70.000. Đấy, bán cho mọi người về làm giống luôn. Cái giá cũ ở đây hồi xưa bán không biết là bao nhiêu tiền này, 350 đây này, giờ bán 70.000. Đó. Hình số 2. Hình này thì rất là nhiều ki, gồm 2 thân này. Về cái này vẫn cắt ki ra được. 2 thân này, tính 130 này, hình số 2 130 này. Hình số 3 70.000, cũng 70.000. Hình số 3 70.000. Hình số 4. Hình này là 120.000. Đây mọi người có thể bỏ chậu ra thì tùy mọi người nhé. Nếu các bác muốn bỏ chậu thì bên em vẫn bỏ chậu mọi người nhé, cho nó nhẹ. Hoặc là gửi mỗn cắt mỗn kia này ra thôi. Đây ạ. Hình 4 này, 120.000. 120.000. Tiếp theo là hình số 5. 250. Một thân, hai thân, ba thân dài. Mấy cái kia nhỏ mọc thân kia ở trên thân này. Hình này 250 này. Hình số 5 này. Hình số 5 đây nhá mọi người nhá. Đây, hình số 5. Tiếp theo là hình số 6. Hình số 6 là một hình 330.000. Đây. Cây này gồm có 2, 4, 5, 6 thân luôn. Đều bị cắt gồng luôn. Đây, rất là nhiều ki ở dưới. Đây, hình này hồi xưa còn bán hơn triệu cơ, 1 triệu 2 này. Đây, đang lên mọc ki này. Hình này 330 này. Và cuối cùng là hình số 7 này, cũng 80.000. Đây gồm 2 thân này. 80.000. Đây em có hai cái cây đai châu sổ số này. Hai cặp đai châu sổ số, hàng này lại hàng hàng chậu gốm sứ này, cửi đin. Đấy. Hai chậu này em bán cặp này là 250. 250 hai cây đai châu này nhá. Đai châu Thái, đây là dòng đai châu Thái sổ số ạ. Còn phía bên đây là cái đai châu hồng cánh sen. Hồng cánh sen thì cây nó vừa vừa thôi. Đây ạ. Đo tình trạng cây cho mọi người này. Đó, ước chừng cái bàn tay lên nhá. Những cái cây này em bán là 230 một cây. Lấy từ 3 cây tính giá 220.000. Hàng mặt hoa hồng cánh sen chuẩn hàng nhé. Và hôm nay thì em sẽ xả lô hồ điệp. Nói chung là hàng về thì số lượng nhiều. Tuy nhiên thì bây giờ cũng đã lựa qua một số lượt rồi đấy ạ. Nên là cái lô hàng bây giờ thì nói chung là nó vẫn đẹp thôi, nhưng mà nó tỷ lệ tách lá nó hơi nhiều hơn so với lô hôm vừa rồi nhặt đi cho các bác. Thật ra cái lô hồ điệp này ấy, là cái lô hồ điệp đại, tức là cây nó to. Cây to thành ra là nhiều khi vận chuyển về ấy, nó khó giữ. Đây các bác nhìn này. Cây nó rất là to nhưng về nó hay bị tách lá nhiều. Đấy. Đó. Nên là cái hàng hôm nay thì em sẽ giảm với các bác là 50.000 đồng một cây thôi. 50.000 đồng một cây. Mua 5 cây tính giá 45.000. Số lượng chỗ này thì cũng còn chắc tầm 100 cây. 100 cây hoặc hơn 100 cây. Em xả nhá, xả cái lô hồ điệp này. Và các bác lưu ý tình trạng giúp em là cốc này là cốc to, tức là cốc từ 3 chấm đến 3.5. Đây ạ, có những cây này cây 3 chấm này. Còn những cốc to kiểu này thì là 3.5 này. Hôm vừa rồi lên vườn chọn thì cái cây nào đẹp thì bọn em lấy, nhưng mà thành ra vận chuyển về đóng gói về nó hay bị tách kiểu lá kiểu này. Đó, và đây là hồ điệp cắt ngồng.
năm vừa rồi thì mọi người vừa chơi hoa xong. Bông đại nhá, bông đại chứ không phải bông mini. Và cái này em bán với giá là 50.000, 50.000 một cây. Lấy 5 cây thì giá 45.000. Và hàng đã hàng bầu to này các bác chấp nhận một điều nữa là gửi đi thì nó hơi nặng tiền cước một chút. Đó. Nếu mình chơi cái hàng nhỏ thì nó lại nhẹ tiền cước, còn cái loại hàng to, nhìn cây to nó khủng thì nó lại thành ra nó đắt tiền cước hơn một chút nhá mọi người nhá. Đó, chỉ có 50.000 đồng một cây thôi. Tết toàn 150.000-200.000 một cây. Bây giờ các bác mua Tết một cây thì giờ mua được 3 cây. Đó, về các bác trồng hồ điệp. Hàng này có thể ra hoa quanh năm, đặc biệt là Tết ra hoa chơi bền đến 2 tháng đấy ạ. Em còn 3 cây kiwi. Kiwi bình thường bán 100.000 nhưng 3 cây này nó hơi còi hơn một chút này. Đó, cây thứ nhất này. Đây là cây thứ hai, đây là cây thứ ba. 3 cây kiwi này sẽ bán với giá là 230.000. Đó. Thanh lý 230, 3 cây kiwi màu vàng. Và loại này thì cung cấp rất là nhiều vitamin C nhá. Và em quên mất mà nhà em vẫn đang cung cấp những dây leo hoa tử đằng. Nói chung là hàng này thì hàng để các bác về trồng để làm bóng mát và trang trí nhà khu vườn, cũng như là trang trí ban công, mái hiên. Hoa tử đằng màu tím và dây leo thì các bác về các bác vắt giúp em làm một cái gian vắt lên, đó, lên mầm lên chồi rất là đẹp. Đó. Những cái chồi mà nó lên lớn này vận chuyển thì nó sẽ hơi bị sứt sát một chút nhá. Nhưng mà cái này thì các bác thông cảm về mình, chủ yếu là cái dây của nó khỏe. Là các nhà mầm mới này nó sẽ đâm chồi nảy lộc lên, nó lên ngầm rất là nhanh. Và loại này thì nhà em chia làm hai mức giá. Cái mức giá thứ nhất là loại 300.000 đối với những cuộn tròn, cuộn dây to. Còn những cuộn mà nó nhỏ thì sẽ là 250. Đó. Hàng số lượng rất là nhiều, thoải mái phục vụ các bác. Dây leo tử đằng rất là nổi tiếng của bên nước Nhật đấy ạ. Đây em có hai cái bảng hạc vĩ thiên cung này. Đây là cái bảng số 1 này. Úi giời. Bảng này hồi xưa bán 200.000, giờ thì không lâu không để ý thành ra nó bị xấu quá. Đây ạ, cái này bán cho các bác về làm giống nhá. Đây, đang lên mầm lên chồi ở phía dưới mầm gốc ở dưới này. Bảng số 1 em bán 100.000. 100.000 là bảng số 1. Đây bảng số 2 này. Bảng số 2 thì nhìn nó đẹp hơn. Bảng này thì bán với giá là 130.000. Đó, bảng số 1 là 100, còn bảng này là 130 nhá, hạc vĩ thiên cung ạ. Và cuối cùng thì em sẽ dành thời gian để quay qua những hình hoàng thảo kèn nhá. Hàng hoàng thảo kèn hàng đã thuần và đây là kèn rừng Lào. Kèn rừng Lào mặt bông tím đậm ạ. Sau đây thì em sẽ giới thiệu qua cái mặt bông mà nhà vườn năm vừa rồi đã nở hoa. Còn đây là những cái ki mà nó mọc lớn lên thì nhà vườn xuất để cho mọi người trồng để năm tới này mọi người chơi hoa luôn ạ. Đây là mặt hoa của dòng hoàng thảo kèn. Hoa không khác gì những cái dòng kèn Lai Châu mà mọi người vẫn thường săn đón đâu ạ. Đây ạ, cái mặt hoa của nó đây. Để các bác nhìn này. Đó, đây là hoàng thảo kèn. Mặt bông rất là tím đậm luôn. Và sau đây thì em giới thiệu qua từng loại chậu nhá. Hàng này em đánh số Tịnh Tiến lên bởi vì hôm vừa rồi thì có một số hình thì đã hết rồi. Đã, hình đầu tiên nên thì em xin giới thiệu đó chính là hình K30. 1 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân, 6 thân. 6 thân này với giá là 500.000. 2 4 6. Đấy 500.000 hình K1 à K31 này. À K30. Tiếp theo là K31 gồm 1 thân này, 2 thân nhỏ, 2 4 5 6 thân, cả dài cả ngắn. 470.000 hình K31. Tiếp theo là K32, 520.000. Gồm 1 thân này, 2 thân này, 3 thân này, 4 thân này, 5 thân, 6 thân, 7 thân, 8 thân. Đấy cả dài cả ngắn 520.000. Tiếp theo là K33 cũng 520.000, 1 2 3 4 5 6 7. 7 thân này 520.000. K33. K34 là một hình gồm có 2 4 6 7 8 thân. Đó, K34 này cũng 520.000. K34. K35 là một hình 470.000. 1 2 3 4 này. 5 6 7, nói chung là cả dài cả ngắn. Hình này 470.000 này cho các bác về làm giống. Nói chung cái giống kèn này 470 mà được giật rất là nhiều mầm này các bác chia ra thì rất là rẻ thôi. Còn kèn Lai Châu thì một người ta tính theo centi tính ra thì rất là đắt mà không phải là lúc nào mình cũng sưu tầm được cái dòng kèn đấy. Tiếp theo là K36 530. 1 2 3 4 5 6 530.000 nhá. Tiếp theo là K37 520. 1 2
3 4 5 6 7. 7 thân thôi. Có một cái thân này hôm vừa rồi nó bị chạm vào cái gì xong bị rút mất cái ngọn này, thân này em không tính. 1 2 này, 3 này, 4 này, 5 6 7 8. 520.000. Đây đang lên mầm gốc này, rất là nhiều mầm gốc luôn. Đấy. Hàng này đã bám rễ rất là chắc chắn và khỏe khoắn rồi nhá các bác nhá. Về các bác trồng thuần cũng dễ dàng hơn. K37 này. K38 là một hình 460. Cùng có 1 2 3 4 thân đang lên mầm gốc này. 460.000. K39 cũng là một hình 460, 2 4 5. Cả dài cả ngắn cũng 460.000. Đó, đây là tổng thể những hình kèn, hoàng thảo kèn mà hiện tại nhà em có. Nói chung là hàng hôm nay thì em đánh lên những cái mã tiếp theo, bởi vì hàng về số lượng nhiều ấy, đánh từng mã các bác, hình nào thì em đã chuyển đi các bác rồi. Tiếp theo là dòng thanh đạm Indo. Em quên mất ở nhà em vẫn còn cái hàng này, em tưởng là hết rồi. Và hôm nay thì do cây của nó dù giờ nó hơi ít thân một chút nhá. Bình thường những cái cây này nó là 150 một chậu này, nhưng giờ nó ít thân hơn. Và thứ hai là nhìn lá nó cũng hơi xấu hơn một chút. Thì hàng này em bán thanh lý là 230 một cặp, tức là 230.000 một cặp, đáng ra là 300.000 một cặp, thế giờ chỉ có 230 thôi nhá. Cây cả dài cả ngắn. Đây, số lượng kép thì nó cũng ít ít thôi. Và cuối cùng thì em sẽ dành một chút thời gian để em giới thiệu những dòng phân thuốc bổ sung dưỡng chất dành cho lan nhé các bác nhé. Nói chung là bây giờ cũng là cái thời điểm mùa ghép, và thứ hai cũng là thời điểm các bác tăng tốc cho những cái mặt hàng phân thuốc để bổ sung cho cây phát triển mạnh hơn. Đầu tiên thì em có đó chính là cái dòng gì nhỉ? Đây, N3M, để cái sản phẩm kích rễ cực mạnh cho hoa lan này, cái này 20.000 này. Tiếp theo thì B1, em có B1 Thái là 40.000. Đấy. B1 có B1 thường lọ to là 40.000. B1 Mỹ là 50.000. Còn đây là cái loại B1 Thái lọ 1 lít này, 150 này. Lọ 1 lít 150. Terasort 4 hay là Root 4 này, cái này là siêu da rễ 25.000. Có một loại nữa là Terasort Foria, cái này là siêu to lá. Đấy, nhiều bác hôm vừa rồi muốn hỏi cái mặt hàng mà do lá nó to ấy thì mình có thể sử dụng sang cái sản phẩm này với giá là 25.000 thôi, 25.000. Và có cái Root 2. Đấy ạ, Root 2, cái Terasort 2 này. À quên, cái này là Root 2, sản phẩm của Mỹ, 40.000. Tiếp theo thì em giới thiệu sang cái sản phẩm đầu trâu có 3 chỉ số 501, 701 và 901. 501 là lẩy trồi ra lá, kích thích ra hoa và dưỡng hoa lâu tàn, đồng giá là 25.000 đồng một lọ. Tiếp theo nữa thì em chuyển sang cái dòng phân bón của Gromor 3 chỉ số 20 đều này, 30, 10, 10, 6, 30, 30. Đấy, cái loại này cũng đồng giá 25.000 đồng một lọ nhé. Phân bón thông minh 30.000 đồng một lọ, phân bón thông minh của Rina này. Đó, đây ạ, phân tan chậm có kiểm soát. Hàng này thì em thấy là đặc biệt cái dòng kèn lúc vừa em thấy mọi người cũng sử dụng cái dòng phân này này. 30.000 đồng một lọ. Cái này có 3 loại, 2 loại là cái loại cho cây con, phong lan cây con, mọi người dùng cái loại này nhiều hơn. Và cây trưởng thành thì em lấy số lượng ít hơn, bởi vì đa phần mọi người dùng cái loại này nhiều này. 310808 này, 30.000 đồng một lọ. Keo liền sẹo đen của Mỹ là 50.000. Hôm nay thì em có cái dòng vitamin chống sốc cho lan, cái dòng B12 này. Hôm trước là cái loại 25.000 là cái loại nhỏ, lọ nhỏ chỉ có 20ml thôi. Nhưng cái loại này là 100ml thì em bán với giá là 50.000. Đấy, lọ này các bác mua rất là dồi, 50.000 đồng một lọ. Cái này sản phẩm dành cho động vật nhá, nhưng mà hoa lan thì lại kích dòng để chống sốc cho hoa phong lan. Cái này các bác có thể tìm hiểu trên mạng. Còn cái sản phẩm nữa cũng dùng cho động vật, nhưng mà cũng đối với dòng hoa lan thì các bác dùng đó chính là cái Bencola này, xử lý virus, vi khuẩn, nấm mốc này, 25.000 đồng một lọ. Chuyển sang bên đây thì em có cái dòng dưỡng chất AB, đấy, cái lọ dưỡng chất AB này. Đây, 100.000 đồng một lọ, dưỡng chất AB. Decamon, sản phẩm kết hợp mà cái bộ 3 sản phẩm mà người ta hay sử dụng kết hợp giữa Decamon, Super Thai và cái Humic Acid 322. Humic Acid 322 thì cái bộ sản phẩm này người ta hay sử dụng với nhau. Cái Decamon thì em bán là 65.000. Đây, cái Humic Acid đây, cái lọ này là 120.000 này, 120.000 Humic Acid 322. Còn Super Thai thì em có cái loại này là loại 100.000. Đấy, cái lọ này 50ml. Cái loại 230 là cái loại 60ml là của Mỹ này. Và có loại 330, sản phẩm này 330 này, mức của nó là 120ml cơ. Còn các bác nhà vườn thì dùng cái này nó rất là dồi và tiết kiệm chi phí. Em có cái Ogrohum này, Ogrohum này là 30.000 này, 30.000. Tiếp theo đó chính là cái Powerfit. Không biết là cái này hôm qua là 30 hay là 40 ấy. Cái này em chưa ghi giá ở đây, cái này tối em xem lại.
siêu mập ki 70.000. Đấy, cái này em nhìn lại đơn giá là 70.000. Siêu mộc kỳ bình thường là người ta bán 80.000, nhưng mà em nhìn lại đơn giá thì nhập vào nó rẻ thì 70.000 thôi. Tiếp theo là... đúng nhỉ, 70 hay 80 nhỉ, cái này em sẽ xem lại nhá, em không nhớ, nó không qua cái hàng này mới về ra chưa xem kỹ. Đây, cái này là cái phân phân đạm cá này, fish emulsion, loại này là sản phẩm của Mỹ này, 70.000. Có tiếp theo là cái hàng đây, phi san đặc trị thối nhũn dạng lọ là 55.000. Dưới đây là cái sản phẩm của Ngọc Linh. Ngọc Linh thì bao gồm cái sản phẩm chống thối nhũn 24 giờ này và cái sản phẩm siêu kích dễ cực mạnh, đồng giá là 85.000, giá trị niêm yết trên bao bì. Đây là hiệu quả ngay trong 24 giờ này. Tiếp theo nữa là cái hàng gì đây nhỉ? Fendona. Nhiều mặt hàng ạ. Chưa nhỉ. Đây em có Fendona này, mai em xem lại, tối em xem lại đơn giá nhé. Quên mất, ở mấy cái lọ mới mà không biết đơn giá là bao tiền. Cái Movento này, Movento chị dẹp sáp. Có Movento nữa này. Cái Exotic đây, cái kích rễ của này là kích rễ của Thái là 70.000 này. Còn cái kích rễ của Việt Nam là cái N3M là 20.000. Tinh dầu thảo mộc là 80.000, à 90.000, 90.000 một lọ tinh dầu thảo mộc. Siêu lân, à đây là siêu kali là 15.000 đồng một gói. Còn cái gói siêu lân này là 10.000 đồng một gói này, 10.000 đồng một gói siêu lân. Nấm Chico de Ma 15.000 đồng một gói. Dạng hộp thì em hết rồi. Dạng hộp thì đợi anh Tư vài hôm nữa có xe thì gửi hàng ra. Còn cái này là cái chế phẩm Đà Lạt. Cái này là nano bạc của Hùng Nguyễn này thì là 30.000. Có một loại nữa nano bạc mà hôm qua vừa mới về. Đâu nhỉ? Đây, cái nano bạc mới về này là 35.000 này. Cái loại nano bạc này mới về là 35.000. Còn cái nano đồng là 30.000. Nano đồng là 30.000. Duy xanh là 60. Kiki duy đỏ là 70.000. Phi san dạng gói là đặc trị thối nhũn dạng gói là 10.000. Còn cái viên sủi poner này 10.000 đồng một viên. 10.000 đồng một viên. Cái Ami Green. Cái này em cũng quên giá. Mấy cái mặt hàng mới về thành ra toàn quên giá thôi. Cái Atonic là 10.000 đồng một gói. Còn các bác lấy cả một hộp 10 gói này sẽ là 90.000. 90.000 một hộp 10 gói nhé. Đây Atonic đây. Phía dưới đây thì em có cái Anchancon, thuốc bảo vệ cho cây này, 40.000. Kinkinbun, sản phẩm trị thối nhũn mà hay nhà vườn người hay sử dụng, 50.000. Diệt sen, bả sen này, cái bả sen dạng gói này là 15.000 đồng một gói này. Vua phong lan, đây, sẵn hàng rất là nhiều, 10.000 đồng một gói. Thẻ tên này, thẻ tên ở phía trong kia, 100.000, 60.000, 100 thẻ tên. Các bác có thể lấy 50 cái cũng được. Còn cái này là cái diệt kiến này, 5.000 đồng một gói. Diệt kiến giá 5.000 đồng. Stunner này, 20.000 đồng một gói. Stunner. Đây em còn cái có cả sữa Thái này, cũng chưa nhớ giá. Còn đâu là cái viên nén Kali. Cái sữa Thái này chắc là gửi các bác đến nhà lấy thôi. Còn cái này chai thủy tinh, em không biết nó là chai thủy tinh thì làm sao mà gửi đi được. Đấy, gửi đi khó khăn lắm. Còn cái viên nén Kali này dạng 1 cân là 60.000. 60.000 đồng một gói 1 cân. Hình như là hết Hùng Nguyễn rồi. Dạ. Dạ. Cái sản phẩm hôm nay qua nhà em vừa mới về, đó chính là cái sản phẩm viên nén sơ dừa. Cái này dùng để ươm ki hạt giống này. Nói chung là công dụng của em thấy nó khá là hiệu quả. Đấy, cái này nó nén vào các bác ươm ki để cái ki ở trên đây thôi. Tới dần dần nó nở ra thì nó sẽ là dễ là bám chắc vào đây, mình đặt vào chậu cũng dễ. Đây, 1.000 một viên. Viên nén sơ dừa. Rất là dễ dàng và tiện dụng. Túi lưới lọc đựng phân. Đây em chỉ còn cái loại mà cắt sẵn này, 20.000 đồng một bó, một nạng. Còn ngày mai sẽ về thêm cái loại nó chưa cắt, thì ngày mai em về nhiều ấy. Cái loại chưa cắt. Loại cắt rồi thì các bác nào tiện thích dùng luôn thì dùng cái loại cắt rồi. Vỏ thông, đây là vỏ thông vụn này, 20.000 đồng một cân. Có cả loại vỏ thông to nữa cũng 20.000. Rêu rừng này, rồi là than, rồi là dớn này, nhà em cũng có. Cái này em bán tại nhà cũng được. Còn đâu là đây là cái... đây là cái gì nhỉ? Đây,
sơ dừa xay. Đây, 20.000 đồng một túi. Phân dê 30.000 đồng một cân. Đem đi vào trong đây thì nó nhiều hơn. Cái này là nấm, nấm chico de ma thì hết rồi, còn pê xua là 130 này. Pê xua 130. Đây, cái phân tan chậm của Nhật. Đây, hôm nay nhà em mới đóng này. Phân tan chậm của Nhật là 140 một cân. Phân tan chậm của Mỹ, đây, của Mỹ đây, thì là 150 một cân. Em nhập nguyên cả lô cả bao này. Đây, cái phân dê đây, gửi cho các bác em lấy cái túi này, 30.000 đồng một cân. Đó, nhà em thì hiện tại có những dòng phân thuốc như vậy. Các bác đặt hàng thì liên hệ với em theo hai số điện thoại 0393998895 và 0966121377. Buổi tối hôm nay thì update những cái mặt hàng mà hiện tại nhà em có, và rất là mong nhận được sự quan tâm cũng như ủng hộ của tất cả mọi người. Xin chào và gặp lại tất cả các bác ạ.